cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong suốt 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Quy hoạch hệ thống đô thị và nông thôn vùng đồng bằng sông Hồng có đến 11 đô thị. Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành quyết định số 891 QĐ-TTg phê duyệt quy hoạch hệ thống đô thị và nông thôn thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Theo quy hoạch, có 5 đô thị trực thuộc Trung ương gồm thủ đô Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, dự kiến đến năm 2030 là đô thị loại đặc biệt, Hải Phòng, Cần Thơ, Đà Nẵng, dự kiến đến năm 2030 là đô thị loại 1. 8 tỉnh định hướng trở thành thành phố trực thuộc Trung ương gồm Thừa Thiên Huế, Khánh Hòa, Bắc Ninh, Bà Rịa Vũng Tàu, Quảng Ninh, Ninh Bình, Hải Dương, Bình Dương, dự kiến đến năm 2030 là đô thị loại 1. Quy hoạch ban hành danh mục 42 đô thị loại 1, trong đó vùng đồng bằng sông Hồng có 11 đô thị, vùng Trung Du và miền núi phía Bắc có 5 đô thị, vùng Bắc Trung Bộ và Duyên Hải miền Trung có 7 đô thị, vùng Tây Nguyên có 3 đô thị, vùng Đông Nam Bộ có 5 đô thị, vùng đồng bằng sông Cửu Long có 11 đô thị. 11 đô thị loại 1 vùng đồng bằng sông Hồng gồm có Bắc Ninh, Hạ Long, Cẩm Phả, Uông Bí, Móng Cái, Quảng Ninh, Hưng Yên, Nam Định, Phủ Lý, Hà Nam, Thái Bình, Ninh Bình. 5 đô thị loại 1 vùng Trung Du và miền núi phía Bắc có Tuyên Quang, Lào Cai, Thái Nguyên, Bắc Giang, Việt Trì, Phú Thọ. 7 đô thị vùng Bắc Trung Bộ và Duyên Hải miền Trung có Thanh Hóa, Vinh, Nghệ An, Huế, Quy Nhơn, Bình Định, Tuy Hòa, Phú Yên, Nha Trang, Cam Lâm, Khánh Hòa. 3 đô thị vùng Tây Nguyên có Pleiku, Gia Lai, Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk, Đà Lạt, Lâm Đồng. 5 đô thị vùng Đông Nam Bộ có Thủ Dầu Một, Dĩ An, Thuận An, Bình Dương, Biên Hòa, Đồng Nai, Vũng Tàu, Bà Rịa, Vũng Tàu. 11 đô thị vùng đồng bằng sông Cửu Long có Tây An, Long An, Mỹ Tho, Tiền Giang, Bến Tre, Sa Đéc, Cao Lãnh, Đồng Tháp, Long Xuyên, An Giang, Rạch Giá, Phú Quốc, Kiên Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau. Có 50 đô thị loại 2, trong đó vùng đồng bằng sông Hồng có 10 đô thị. Hưng Yên có một huyện góp tên, đó là huyện Văn Giang. Vùng Trung Du và miền núi phía Bắc có 11 đô thị. Vùng Bắc Trung Bộ có Duyên Hải miền Trung có 11 đô thị. Vùng Tây Nguyên có 3 đô thị. Vùng Đông Nam Bộ có 8 đô thị. Vùng đồng bằng sông Cửu Long có 7 đô thị. Có 64 đô thị loại 3, trong đó vùng đồng bằng sông Hồng có 10 đô thị. Vùng Trung Du và miền núi phía Bắc có 5 đô thị. Vùng Bắc Trung Bộ và Duyên Hải miền Trung có 15 đô thị. Vùng Tây Nguyên có 6 đô thị. Vùng Đông Nam Bộ có 7 đô thị, vùng đồng bằng sông Cửu Long có 21 đô thị. Mới đây nhất, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã ký quyết định số 795 QĐ-TTg công nhận đô thị Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa đạt tiêu chí đô thị loại 1. Phạm vi đô thị Thanh Hóa gồm toàn bộ địa giới hành chính của thành phố Thanh Hóa hiện hữu và huyện Đông Sơn hiện hữu, có tổng diện tích tự nhiên là 228,214 km². Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà cũng ký quyết định số 728 QĐ-TTg ngày 31 tháng 7 năm 2024 công nhận đô thị Bắc Giang đạt tiêu chí đô thị loại 2 trực thuộc tỉnh Bắc Giang. Theo đó, công nhận đô thị Bắc Giang tỉnh Bắc Giang đạt tiêu chí đô thị loại 2 gồm toàn bộ ranh giới hành chính của thành phố Bắc Giang hiện hữu và huyện Yên Dũng hiện hữu, phạm vi 258,3 km², gồm 34 đơn vị hành chính cấp xã. Theo quy hoạch, đến năm 2030, Việt Nam sẽ có 5 đô thị trực thuộc Trung ương gồm thủ đô Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh là đô thị loại đặc biệt cùng với Hải Phòng, Cần Thơ và Đà Nẵng là đô thị loại 1. Ngoài ra, 8 tỉnh sẽ định hướng trở thành thành phố trực thuộc Trung ương bao gồm Thừa Thiên Huế, Khánh Hòa, Bắc Ninh, Bà Rịa Vũng Tàu, Quảng Ninh, Ninh Bình, Hải Dương và Bình Dương. Như vậy, đến năm 2030, Việt Nam sẽ có 13 thành phố trực thuộc Trung ương. Đặc biệt, Thừa Thiên Huế được dự kiến sẽ trở thành thành phố trực thuộc Trung ương sớm nhất vào năm 2025. Đến năm 2025, thành phố này sẽ có 9 đơn vị hành chính cấp huyện bao gồm quận Phú Xuân, quận Thuận Hóa được tách ra từ thành phố Huế hiện nay, thị xã Hương Trà, thị xã Hương Thủy, thị xã Phong Điền, huyện Quảng Điền, huyện Phú Vang, huyện Phú Lộc, sắp nhập từ huyện Phú Lộc và Nam Đông và huyện A Lưới. Định hướng đến năm 2045, thành phố Huế trực thuộc Trung ương sẽ giữ nguyên 9 đơn vị hành chính này, nhưng phát triển thành 4 quận, 2 thành phố, 2 thị xã và 1 huyện. Cụ thể, 4 quận gồm Phú Xuân, Thuận Hóa, Hương Thủy, Hương Trà, 2 thành phố là Phong Điền và Chân Mây, 2 thị xã là Quảng Điền và Phú Vang và huyện A Lưới. Thành phố Huế trực thuộc Trung ương sẽ trở thành trung tâm đô thị cấp quốc gia
khu vực và quốc tế đóng vai trò quan trọng trong các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, khoa học công nghệ, y tế và đào tạo lớn của cả nước và khu vực Đông Nam Á. Việc phát triển sẽ được thực hiện trên nền tảng bảo tồn và phát huy giá trị di sản cố đô, đồng thời duy trì bản sắc văn hóa, sinh thái, cảnh quan và thân thiện với môi trường theo tinh thần nghị quyết 54 của Bộ Chính trị. Theo Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế, nhiều chỉ tiêu và chỉ số kinh tế quan trọng của tỉnh đã có sự tăng trưởng tích cực. Trong 6 tháng đầu năm 2024, tổng sản phẩm trên địa bàn GDP ước đạt 19.599,3 tỷ đồng, tăng 6,01% so với cùng kỳ, xếp thứ 10 trên 14 tỉnh, thành phố, vùng Bắc Trung Bộ và Duyên Hải miền Trung và thứ 36 trên 63 tỉnh, thành phố trên toàn quốc. Quy mô kinh tế theo giá hiện hành đạt 37.935,5 tỷ đồng. Trong cơ cấu kinh tế, khu vực dịch vụ tăng trưởng 6,95% chiếm 50,1% GDP, khu vực công nghiệp xây dựng tăng 5,22% chiếm 30,1%, khu vực nông lâm thủy sản tăng 2,99% chiếm 11,2%, thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm tăng 7,53% chiếm 8,6%. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh trong 6 tháng đầu năm 2024 ước đạt 6.001,6 tỷ đồng, tăng 21,2% so với cùng kỳ năm trước. Lượng khách du lịch đến tỉnh trong 6 tháng đầu năm 2024 ước đạt hơn 1.950,2 nghìn lượt, tăng 24,7% so với cùng kỳ. Trong đó, khách quốc tế ước đạt 821,3 nghìn lượt, tăng 42,6%. Tổng thu từ du lịch ước đạt 4.000 tỷ đồng, tăng 10,9% so với cùng kỳ và đạt 50% so với kế hoạch năm. Từ đầu năm đến ngày 17 tháng 6 năm 2024, tỉnh đã cấp mới 21 dự án đầu tư với tổng vốn đăng ký đạt 5.776,8 tỷ đồng, tăng gấp 2,3 lần về số lượng và tăng 55,8% về vốn so với cùng kỳ. Trong đó có 8 dự án FDI với tổng vốn đăng ký đạt 33,2 triệu đô la Mỹ. Ngoài ra, tỉnh đã cấp quyết định chủ trương đầu tư cho 3 dự án và đang lựa chọn nhà đầu tư cho 2 dự án khác với tổng vốn đầu tư 1.881 tỷ đồng. Dự án khu đô thị tại ô đất quy hoạch ký hiệu A4, xã Vũ Phúc, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình có tổng diện tích 22.919 m2 và quy mô dân số khoảng 2.000 người. Dự án bao gồm 30 căn biệt thự, 192 căn nhà liền kề, chung cư cao 12 tầng và nhà ở xã hội cao 10 tầng. Với tổng vốn đầu tư khoảng 1.409 tỷ đồng, dự án dự kiến sẽ dành hơn 1.376 tỷ đồng cho chi phí thực hiện và gần 33 tỷ đồng cho chi phí bồi thường hỗ trợ tái định cư. Tiến độ xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật và nhà ở được ước tính là 60 tháng kể từ khi Ủy ban Nhân dân tỉnh ký quyết định giao đất cho chủ đầu tư, trong đó thời gian xây dựng hạ tầng kỹ thuật dự kiến kéo dài khoảng 24 tháng. Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Bình, Công ty Cổ phần Đầu tư xuất nhập khẩu Thăng Long là doanh nghiệp duy nhất đăng ký thực hiện dự án này. Dragon Group thành lập năm 2009, có trụ sở tại phường Phú Khánh, thành phố Thái Bình. Doanh nghiệp hoạt động trong 3 lĩnh vực chính là công nghiệp, dệt may, khoáng sản và bảo vệ môi trường, dịch vụ thương mại, vận tải, đại lý ô tô, xe máy điện, khách sạn, trung tâm thương mại, giáo dục, thể thao, bảo vệ, xăng dầu, vật liệu xây dựng và xây dựng, hạ tầng kỹ thuật, đầu tư phát triển dự án bất động sản và khu công nghiệp. Trong lĩnh vực bất động sản, Dragon Group đã triển khai nhiều dự án lớn bao gồm Thái Bình Dragon City với diện tích 48 hectare, vốn đầu tư 1.139 tỷ đồng, quy mô 115 lô đất biệt thự liền kề, 1.031 lô đất nền liên kế và nhà phố thương mại, Dragon Homes Eco City với tổng vốn đầu tư hơn 1.715 tỷ đồng, quy mô 31,4 hectare gồm 646 lô liền kề, 163 lô nhà phố thương mại và 176 lô biệt thự, Dragon Eco Apartment với tổng vốn đầu tư gần 1.138 tỷ đồng trên diện tích hơn 1,1 hectare, Dragon Homes Metropolis Thái Bình có vốn đầu tư 505 tỷ đồng, quy mô gần 3,7 hectare, Dragon Homes Metropolis Lào Cai với vốn đầu tư 948 tỷ đồng, quy mô 9,3 hectare. Vào đầu năm 2024, Dragon Group đã tăng vốn điều lệ từ 2.000 tỷ đồng lên 2.100 tỷ đồng. Doanh nghiệp hiện do bà Vũ Ngọc Anh làm tổng giám đốc và bà Vũ Thị Hà giữ chức chủ tịch hội đồng quản trị.
Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình trên kênh YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.